Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam nhá. Đó, và thì tiếp sau đây thì cửa hàng mình lại tiếp tục lên giới thiệu đến mọi người, đó chính là một mẫu Honda. Đó, dòng này có tên gọi là dòng Basic Honda. Đó, xe thì là xe của 2016 mọi người nhá. Đó, mình sẽ đi bao quát dàn ngoài trước và mình sẽ vào phần chi tiết sau. Đó, mang một cái lớp sơn phải gọi là màu đỏ mận cực kỳ đẹp rồi. Đó, đăng ký vào biển 60 Đồng Nai C2. Đó, 40922. Đó, một con biển số khá là đẹp mọi người nhá. Đó, lốp là mới thay cho mọi người, là một cái quả lốp mới rất chi là mới mọi người nhá. Đó, còn khá là dày gai này. Đó, phục nhún nhảy khá là ok. Đó, những chiếc Basic này thì cửa hàng mình thì còn được có vài chiếc thôi. Đó, anh chị em mình nằm ở vị trí để ghi inbox cửa hàng mình nhá. Đó, cửa hàng đi. Nói chung thì những cái màu Basic đỏ này thì nó rất chi là đẹp mọi người nhá. Đó, lốp là lốp không xăm luôn, mình đi khá là ok. Đó, sở là đèn led. Đèn led này thì mọi người đi ban đêm khá là sáng mọi người nhá. Đó, máy móc thì hoạt động thầm thì mùa xuân luôn. Đó, vào phần chi tiết luôn mọi người nhá. Đó, cái này là lường lâm đao, mọi người đi ban đêm khá là sáng. Đó, đèn led này. Đó, khá là sáng luôn. Đó, cái form này là form của 2016 thì FI rồi, mọi người đi khá là tích xăng. Đó. Đó, nói chung thì những chiếc Basic này thì cửa hàng mình này rất chi là chuộng mọi người nhá. Đó, khá là đẹp luôn, mình xả vào phần chi tiết test máy luôn. Đó, máy thì nổ khá là thầm thì mùa xuân. Đó. Đó, máy móc khá là ok mọi người nhá. Đó, mọi chức năng như còi đèn đi. Đó, đèn thì bật tắt thoải mái được mọi người nhá. Đó, đèn led mà. Đó, bật tắt được. Đó, có viền led luôn. Đó, mình sẽ để đây. Đó, mình sẽ quay sơ. Đó, như là mọi chức năng hoạt động trên xe đều đầy đủ hết. Đó, như là xi nhan. Đó, trái phải. Đó, coi đèn đi. Đó, khá là hoạt động chân chu mọi người nhá. Đó, anh chị em mình nằm có thiện chí với những mẫu Basic này thì cứ để lại cho mình một cái comment đi ạ. Đó, bên mình sẽ ra check cho mọi người nhá. Đó rồi, cảm ơn mọi người rất chia nhiều luôn ạ. Cửa hàng thì có bán trả góp, có hỗ trợ bằng cái ship xe xa 63 tỉnh thành luôn. Đó rồi, bye bye mọi người nhá.